nằm đi là sàn nhiều lần như nổi thông gion lọc lừa gạo cậu như son đó đều. Dừng tay chờ đợi lĩnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Thấy không? Yeah. Câu này xin Tâu Ngọc Hoàng để Phật giải trần, chừng nào chẳng đặng hả hành bệnh căn. Giớ thành ra mới hành bệnh căn mới chết. Chết mà thay thơ chồng đóng đời hả ngôn tiêu diệt còn chi. Nó chết năm rồi, năm sủ đó, năm 2000. À, cái bốn chân này nói sự diễn lý, nghĩa là một là mình cúng lại. Yeah. Hai là mình niệm Phật. Ba là mình ăn chay. Bốn là mình làm phước. Nếu mà ai làm bốn cái điều này là nếu không chứa đức lâu dài khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thiếu phước đức sắc gan cũng chảy. Luôn. Yeah. Niệm Phật để nấu mình ên mình. Rồi thanh tịnh không ai nói chuyện niệm Phật rồi ra rồi bắt lên đâu đó đàng hoàng vô cúng lại niệm Phật rồi tịnh niệm. Tu hành tâm trí gắn trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Con chưa có biết cái này đâu. Dạ. Út nói cho con nghe là cái hội Long Dân, cái hội Long Hoa là ở đời bàn cũng cấm mình đây. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức được hòa chân chúa. Nhưng mà cái hội Long Dân này nó đại dạng ức với Phật, việc dạng của Thiên của Ba Đồng Danh đồng hiệu đệ từ để bi phổ độ chúng sanh hay Di Đà Phật. Bị dịch bệnh, mình không biết cầu sao, mới sửa tính cầu an. Mà Đức Thầy ổng nói câu này chứ mình không biết đường cầu, mình chỉ cầu Tây Phương độ vậy thôi. Ai muốn nghe lời Thầy thì nó sẽ nằm ở trên sàn, nằm đi là sàn nhiều lần như nổi thông gion lọc lừa gạo cậu như son đó đều. Tôi mới nghe cái bài này tôi không có biết cầu sao, tôi dừng lại cầu không có được. Bên Đức Thầy ổng nói ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Thấy không? Yeah. Câu này thành ra mình không biết cầu sao hết. Rồi ổng nói cái bài mong chờ đó, Ngài nói là Tây Phương chư Phật cảm ta bà chuyển pháp là ông xuống năm 1939. Năm 1936 đó là tiêu diệt mình hồi đó rồi. Yeah. Ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý là tiêu diệt ngày đó rồi, 536. Cho nên năm 1939 là Đức Thầy ông xin Tâu Ngọc Hoàng để Phật giải trần, chừng nào chẳng đặng hả hành bệnh căn. Thành ra bây giờ là người không nghe, không có giữ giới, thành ra mới hành bệnh căn mới chết. Chết mà thay thơ chồng đóng đời hạ nguyên tiêu diệt còn chi. Nó chết năm rồi, năm sủ đó, năm 2021 đó là ông nói là khắp Bắc Nam khí trời mù mịt mà lộ không người nhà bích ngõ ra, ai ra phạt 2 triệu bạc, đi đâu mà bịt khẩu trang không có cho ra, bởi vì mình ra mình mới nhín nhỏ này. Dạ. Đó, thấy không? Người ta cấm là đúng, khẩu trang mà qua tới lưu được mới dính, còn nhà ai nó ở này, nhỏ nó bệnh phải dán nhà nó lỡ không. Yeah. Có đâu mình không qua nhà nó tất nhiên mình đâu có dính đó, khắp lộ không người, người không có người đi mà nhà bích ngõ ra, con thấy không, đâu có ra. Bây giờ ông thủ tướng ông nói cho ra sống chung dịch ra, nó dính cái sớm này hết trơn luôn. Yeah. Nó dính sớm này hết trơn luôn mà ta xong hơn rồi, người ta xong rồi người ta đi chích thuốc được tự do, chứ mà dán điều này là chết. Nếu mà như vậy là chết cái sức này, chết hôm nọ là chết hồi năm rầu là dữ lắm luôn đó. Yeah. Đó là con biết không, cái Đức Phật ông mới sinh để ông Tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần, chừng nào chẳng đặng hả hành bệnh căn. Mà ai có duyên với Đức Thầy, Thầy ông nói là Tây Phương chư Phật cảm ta bà, cảm là thương, thương ta bà cái này nè. Đó chuyển pháp độ đời năm 1939, 36 là tiêu diệt. Yeah. Ông sinh được rồi, xin được rồi, cái ông ra 1939, ông mở cái đạo Phật giáo Hảo năm 1939, Phật giáo Hảo có 1939, thành ra ông ra giảng khuyên mình tu tám điều răn cấm, giới lực vốn là nơi ta túc phải nương theo, chớ phút nào rời, dù cho mưa nghiệp khắp trời không làm ước ác được người trong hiên. Thấy không, con giữ giới giữ tám điều răn cấm là người xuất gia ta giữ 2 năm, giữ 250 giới. Mình tùy theo ni giữ 348 giới là giảng, chứ Đức Thầy dạy là giới không. Đó mình tu mình nghe lời, bỏ bài bỏ bạc bỏ số đuôi, bỏ ăn bỏ nhậu bỏ chơi bờ gì hết, trở lại cúng lại niệm Phật. Mình phải có 4 điều. Cái ghế nó có 4 chân là vững nhất, con thấy không? Yeah. Mọi cái sự nói nghe cái ghế nó có 4 chân, nhưng mà con á có thiếu 1 chân con ngồi cũng gãy nữa. Yeah. Là cái 4 chân này nói sự diễn lý, nghĩa là một là mình cúng lại. Yeah. Hai là mình niệm Phật, ba là mình ăn chay, bốn là mình làm phước. Nếu mà ai làm 4 cái điều này là Đức Thầy ông nói tích đức chờ ta trốn hẹn hò, thấy không? Yeah. Nếu không chứa đức lâu dài khó qua đại nạn trong ngày biến thiên, thiếu phước đức sắc gan cũng chảy.
hay là ai nhiều phước đức được vào có tiên. Nhưng cái chú Dũng nói vậy, đặng khích lệ chú, đặng cho chú gán niệm Phật tu, nói mẹ nữa thôi muốn khóc, chú cứ làm phước như vậy đi, rồi chú nhớ niệm Phật ở trong tâm, rồi chú quan trai được là quý, rồi chú niệm niệm Phật hoài đừng quên, có nói chuyện có làm việc gì thì thôi, đi đứng nằm ngồi đáng niệm chứ quên. À, tôi cũng niệm mà rửa chén, cũng niệm giặt đồ, cũng niệm bằng đêm á, niệm Phật dữ lắm luôn. Yeah. Niệm Phật để nấu mình ăn mình, rồi thanh tịnh không ai nói chuyện niệm Phật, rồi ra rồi bắt lên đâu đó đàng hoàng vô cúng lại niệm Phật, rồi tịnh niệm tụng chú đại bi lại Bồ Tát, mà một lát nữa mình chết trần nó bỏ. Yeah. Một cái hồn mình ông Phật ông rước, đức thầy ông thệ nguyện rồi ông nói đến kỳ thi, kỳ thi danh thầy chạm bản mà trên đài cao gọi các linh hồn, dưới một câu này nữa nghe, tu hành tâm trí gắn trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây, con chưa có biết cái này đâu. Yeah. Út nói cho con nghe là cái hội Long Dân, cái hội Long Hoa là ở đời bàn cũng cấm mình đây, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức được hòa chân chúa, nhưng mà cái hội Long Dân này nó đại nó tuyệt vời vậy lắm. Cái hội Long Dân ở trên mây đâu có hội cái xác này, đâu có hồn không à. Tu hành tâm trí gắn trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây, cái hội Long Dân ở trên mây mình cái hồn mình ở trên không à, chứ dưới này nước nó dâng 70 mét, rồi nắng lửa mưa dầu, núi Sam tiêu mất, Thất Sơn điện đài. Cái núi Sam là cái 18 nước nó qua, Thất Sơn đồng lớn chiến trường lắm ghê, nói ngồi chúng bắt nó nghe. Rồi là lộ dân giáo máu tràn thành sông. Yeah. Máu đó nó nhập vô cái núi Bà Độ Ôm, phải không, là nó mới nhập vô. Cho nên câu 2 nói là cái núi két đó là đến chừng khi có máu thẩm vào, nó dùng huyện lớn lao bay khắp, là qua lộ dân giáo nó tràn xong rồi, đó nó tràn thành sông, nó thấm vô, nó dùng huyện lớn lao bay khắp. Mẹ lấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường, và mỗi lần cánh nó quạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ lấy con rừng quan sơ sát, trong khắc kỳ biến hóa thành đồ, nó cấm nó rừng đồ vậy đó, nhưng mà trong khắc kỳ nó tung ra nó sẽ biến hóa thành đồ, có ngai vàng điện ngọc ung vua Minh Dương, nước của ta gì nữa là đại nam quốc, thấy không, có một ông vua thôi. Yeah. Bây giờ nó nhiều ông vua dữ lắm luôn, mà các nước sau này nó hàng phục mình, nó chết nhiều dữ lắm luôn, nó không còn sống bao nhiêu, bị nó ra khí giới tấu tăng giết người không à, thấy không. Đây cái câu này đọc nãy bỏ dở, đây là nói nè, tây phương chư Phật cảm ta bà, chuyển pháp độ đời khỏi đỏ xa, mong mỏi chúng sanh đồng mật niệm Phật cái hen, đồng mật niệm niệm bụng mình đó, vọng cầu đặng mình niệm Phật, đặng mình vọng cầu thế giới nó hết can qua, can qua binh lửa nó sát sinh linh, con nghe nói con sợ, con không có ham ngủ, con lo cúng lại niệm Phật, con cầu khẩn, phải không, can qua binh lửa nó sát sinh linh, mình nói mình sát sinh cá, sát sinh gà, dịch phải không, nhưng mà người ta mà nó sát sinh, binh lửa nó sát sinh linh, một cái tên lửa của nó như quất bắn một cái là chết bao nhiêu cây số, cộng đài nó kêu cũng không có gành nha, là nó sẽ chết vậy đó, nó sát sinh linh. Mình thẳng giái Quan Âm chúc tịnh bình, giọt nước nhành dương mau tưới tắt, vọng cầu thế giới hết giao chinh. Yeah. Lòng người muốn khỏi quả đau binh, ai cũng muốn khỏi quả đau binh hết trơn. Nhưng Phật, câu này nãy tôi muốn nói với Đức Thầy, tôi muốn cầu nguyện, không biết cầu sao đó nghe. Yeah. Đức Thầy ông nói nhân Phật, bởi vì sinh lặng gấu, nhân Phật chờ quay sắc ngọc đình, trị tội cho xong loài ác đạo, cộng đồng thưởng phạt hết đau binh. Yeah. Đó cái ngày hội hôm qua là hết đau binh rồi đó, rồi mình mới cái linh hồn mình mà ở trên cái hội Long Dân á, tu hành tâm trí gắn trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây, thầy thiểu mà thấy cái việc gì, vậy là một cái hội Long Gia Long Hoa là ở dưới hội Long Hoa chọn kẻ tu mi à. Người hiền đức được hòa chân chúa là hội Long Hoa, là 100 mới được ấu thôi 10 người. Yeah. Bởi vì cái hội Long Hoa bây giờ mình thấy là mình hút biết luôn. Yeah. Bây giờ ông nói là biển hồng dương trần bỏ bớt sánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sao có hội có hàng, có tiên có Phật mới ngoan bớt trần, mà giờ người ta nhiễm hết chính đâu. Yeah. Mà ông ba ông nói cọp đi dở ổ chờ mắm, quá làm một trận cuồng không cho thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn giả loạn lời người ớt. Rồi ông nói là cọp là cái năm cọp là năm nay nè, là 10 phần hết 7-8 phần nữa rồi,
Thì bây giờ mà thầy không nói 100 cái đổ thôi, mà người là ai nói giới thiệu mình cũng biết là ít hết trơn, sống ít trơn à. Nhưng mà cái số chết nó còn nhiều lắm nghe. Cũng như con thấy nó lọt sàn, cám con cũng xài nè. Gạo gãy tấm con cũng xài nè. Sàn sảy, sàn nhiều lần nhiều nỗi thông gion, lọc lừa gạo cổ như son đó đều. Út muốn nói đây là nói cho con đó, hay là cho Út đó, cho con của Út đó. Thì tất cả chúng sanh trên cõi ta bà này người ta làm từ thiện dữ lắm nghe. Người ta là gặp người bệnh tật biết thương, gặp ai đó khác biết nhường mấy ngăn, không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng bác ái cũng siêu thân Phật đài. Bây giờ các nước ngoài người ta cứu trợ dữ lắm luôn, cái đó người ta hưởng phần hồn rồi. Con biết không, Phật liền chỉ ngay dù đá hiện ra thiền bát nhã lớn lao, hào quang sáng rực rỡ màu, lại thêm không đáy thêm giàu không mui. Con ơi, thiền ngược xuôi trên nước để giấc người nhân đức hữu duyên, hữu là có cái đức, giấc người mà giấc cái hồn không có dông, bởi vì thiền không đáy lại thêm giàu không mui. Rồi con ơi, thiền ngược xuôi trên nước để giấc người nhân đức hữu duyên, đem về giữ hội Hoa Liên khỏi nơi lâu lý với miền trần gian. Nước 70 mét sống không? Nước 70 mét đó là bây giờ mình phải hát cái nành này, có thuyền bát nhã rước mình, thấy không? Rồi cái nắng lửa mưa dầu, rồi sơn băng kiệt thủy, rồi tần thở, thấy không? Đủ chuyện chân. Bởi vì can qua dân chứ dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Đó, cái nắm đầm tin này mà Út từ hồi đó giờ Út làm cái điện này là Út lắm niềm tin, Út nói. Đó, khổ đau dữ lắm luôn. Nhưng mình phải biết muốn tránh cái khổ lao này thì mình phải, Đức Thầy ổng nói can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Thành ra con cứ tích đức đi. Con có căng lắm đó nghe, chơi bờ luôn thứ trơn. Con này ăn mà làm phước ai ô, nhịn ăn nhịn mặt mà để bầu thiện duyên. Thằng tài lợi nó Út ở sao mà con không thấy Út loan đâu, mặt gì hết trơn, Út làm phước không mà. Thì tao nói tao già rồi mà tao bệnh dữ lắm luôn, tao tu để mà chết chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Nó nghe phong sanh, nó nghe cầu kỳ bắt hay gì, nó thấy mình làm tối đa luôn, phải mình cài nó rồi mình tu để mà chết mà với cái bệnh dịch này nó thúc nữa. Chút nem con xuông nó quấn mình rầu, thở được rồi thở, thở không được rồi tiêu. Phải không? Nhưng trần sắp dướng bệnh trần từ đây ha, là chờ mãn phước mà ra tay bẻ họng. Mình gắn tích cái đức, mình trưởng phước đặng cho mình có chư thần gia hộ mình. Cũng nói cái này là tâm linh, con biết không, niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình, mẫu khang mình tâm linh mình tin gì mà. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan như xương tan lát, như hồn trong. Út cứ tưởng nhiều đó mà Út gắn mần làm phước, rồi gắn nhớ niệm Phật, rồi gắn nhớ ăn chay. Ăn chay người ta khen nó già, ăn chay thức khuya dậy sớm sao ăn cơm cũng ngon quá con ơi, ngủ cũng niệm Phật rồi là ngủ mà mới có sức khỏe để nấu. Chứ bằng ngày mà thấy nắng hanh Út đâu ngủ được đâu. Ở đây nóng lắm. Bây giờ người ta cái thằng Văn Hường nó thấy cái ông giấy số chúng rồi này nè, chục tỷ đó. Nó nói để nó nói cắt cái này xong cho hay, nó kêu anh nói tiếp. Rồi cái bà ta đang bà thấy gì bà lôi bà lôi vô bà đó, mày đi xin đi, bây giờ cho bà che này đang bà ngủ cái nắng nó hanh, ăn bà thích bà nấu đó. Cái bà Sư Lập bà nói, bà cứ nói nha, bà Tân là cứ nói ngủ hoài người ta không giúp bà đâu, bà phải nói là người ta niệm Phật là ở ăn trị bệnh người ta mới giúp bà cái rụp liền. Tôi bảo đảm mới giúp liền, là biết gì không, người ta điện Út á, ta điện Út ta hỏi xin ra ăn cháo để trị bệnh tháng nửa tháng. Tôi nói cái nhà của tao rộng thênh thang mà ở cái dậu nghe, mà mình cũng chưa biết mặt, nó nghe đồn nó xin ở mình ở nhà mà lên thang mà con ơi, Út qua nhà người tao ở không mà. Đó với bà Hùng, bà hổm cũng nói, bà Hùng nói ông Huynh kiếm tôi mấy lần ở nhà nhung không mà chiều mới về nắng dữ lắm như cái lò bạc quái nè. Bây giờ mình làm thoáng mát cũng văng cái giọng đây, ông không có đi nữa. Văng hồi trước thôi cũng mát không, mà văng đó mà xe cộ chạy với người ta nói chuyện gì mình cũng không chuẩn được đâu. Mình ra làm sao đó. Mình thanh tịnh mình ngủ mới được. Mà cũng không có ngủ nữa, ngày nay có ngủ đâu, nước phi dậy sớm mà ngủ đâu. Khách khứa bằng nhà mình cửa vậy đó. Rồi ngủ đâu mà mình theo dõi mình dòm cái đầu huyết áp của mình nó im ngủ qua. Im im ngủ qua. Không có gì trở ngại ha. Ơn trên là tối lát nữa là quần nó cúng ngang là uống dây vàng. Dái uống cúng dây vàng rồi thoa thuốc rượu. Già mà đi đâu? Già đỡ nhức mỏi thôi. Rồi uống dây vàng niệm Phật để chết. Đó ai già đâu sống nhanh. Sống nhan ngộ mật pháp nhiệm màu lắm luôn. Cái sự nhiệm màu mình không có lý giải được ha. Không có lý giải được đâu con.
con không biết đâu mà thằng con của Út nói mẹ nghỉ đi nha con ha, nó kéo cửa rồi nó bấm nó coi máy, cái mình về tới Tết nó về đó, mình về tới nó mẹ cứ bán hoài, bộ con mẹ không nổi sao, nó cho tiền mình để mặn con quá hoài ha. Dạ. Cháu mình nó lo cho 2 triệu bạc làm sao đó, rồi nó bên 40 nó làm cho mình, cái mình nói hồi nè mày làm rồi thì 2 triệu này mày lấy lại không, nó nói cho Út làm gì làm đi, ai giờ mua thuốc mình làm. Dạ. Rồi bây giờ là ai giờ nó tao nói nắng hành cũng không có được đâu, phải kiếm tay che nữa. Dạ. Đó. Rồi bây giờ nếu mà thanh tịnh là mình ngủ ở đây là khỏi cần che. Dạ. Ngặt con cái xe cổ cũng gần gần. Ừ. Mình mở cửa là người ta vô và con ơi. Dạ. Chú ơn mình tiếp chuyện nha. Mà ơn trên cũng hộ độ Út là cho huyết áp nó khỏe. Dạ. Đặng Út mới sống một mần cho ăn 70 tuổi rồi. Dạ. Mà ai cũng nói phải mình phe ai cũng gặp cái nồi cũng ngán hết trơn. Thấy cái nồi quá tàn. Con nhỏ mà nó bục cháo cho mình đó he. Dạ. Nhỏ nó đơn thân đó. Là nó đòi chùi cũng không có cho, nó chùi với nó chán nó trốn luôn, đâu ngu gì. Mày chùi mày rửa chén tao nghe, mày chùi cái nồi để Út chịu chùi cái Út bắt lên luôn rồi con nói con rửa chùi trước cái chiều cũng bụi bặm mình cũng mắc rửa nữa. Yeah. Để ngâm cái chiều Út chùi cái rụp cũng bắt lên, nói vậy cho nó ham. Yeah. Chứ mà nó mặn quá nó trốn mình luôn. Dạ, yeah, ngoài không có người phụ tiếp ha. Ờ đó, được nhỏ đó nó phụ rồi, hổm con vô là chưa có phụ nghe. Dạ. Yeah. Bữa nay nó cuộc là cần 100 mấy chục bọc đó, con tính hả? Cũng mê đỡ quá, hay em cũng đỡ có người phụ tiếp Út đỡ. Mà con phải xét là 100 mấy chục bọc này, với người ta ăn nó gần 200 người ha. Dạ. Yeah. Là con phải xét là người bệnh mới mình mới cho ăn đó. Ừ. Bệnh mới lỡ nhà mình ăn đó. Bây giờ con hỏi bữa nào mà con vô sớm nè, Út nhá con. Thì bữa nào để con sợ mày ngủ chưa, tao tính kêu rồi mà sợ con ngủ à, con ngủ chưa không mấy ngày con định là vô thăm Út nè, sẵn con hỏi cái giờ mà nấu cháo đó để con sẵn con làm một cái 3 giờ Út bằng nha. Dạ. 3 giờ Út nấu hầm. À. 3 giờ Út 1-2 giờ nó lâu lư gầu quá nóng mà nó không có nở cho cũng thiết hoài. Bây giờ sư cô bả mới điện vô bả nói 2 giờ chiều là bả nấu rồi, bả nấu con điện bành kia máy nha, rồi bả mới tắt bà hầm có nó nở ra, còn mình nấu thoải mái, mình đậy nắp lỡ cái mình để cục 2-3 cục than vô nó hầm tới sáng nó nở ra gần 20 bọc. Yeah. Đèn ôi múc cho coi mà không nghe thiếu gì hết trơn. Đó cái rút kinh nghiệm. Yeah. Mà không ngâm luôn nghe, hốt rồi do nấu cháo đỏ tươi chị ơi, gạo của nước nó tan, gạo chị bệnh mà chị ngâm đổ nước đỏ tươi ủng quá em không có nấu theo chị nữa, em hốt em do em nấu, chị nấu như em đi. Đó là cái bà bữa 18 Út đi là ăn vị Phật Quan Âm đó. Dạ. Là ở ngoài Bình Mỹ ngoài này nè. Ừ. Cái chùa Liên Hoa mà bà ở tu bà ở dưới Cao Lãnh á. Dạ. Rồi bà về bà cắt cái chùa bà tu, bây giờ ở ngoài Thịnh Thành bà cho 4 kg gạo lứt lần. Mình ở đây có 2 kg mấy gạo lứt bà 4 kg. Dạ. Bà cho nó hen là một người nhà đó 3 người phải múc 3 bọc. 4 bọc 2 người đó 2 bọc. Tôi nói cô vậy cô có mạnh quân mạnh quá cô nấu điều đó, tôi không có đâu, tôi người ta hay ta đồn là người bệnh lỡ mới cho ăn không đó, thấy không? Yeah. Đặt là bệnh mới cho ăn tôi vậy đó, tôi hồi đó giờ tôi nấu tôi ăn rồi tôi mò vậy tôi mò tới bà hô cô nấu mấy ký chỉ cô tôi nó cũng nói được đó, ngày mơ này thêm 2-3 ngừng đó rồi cứ mình mò mình hốt nhắm thêm. Yeah. Đó rồi hỏi như tôi đâu có nói được. Ừ, đó bây giờ Út bảo đảm con nghe, mình nói vậy ai giúp thì giúp nha, dụ người ta coi clip này người khác coi người ta khác ta giúp. Yeah. Chứ không phải biểu chú Dũng giúp mình hoài. Yeah. Con mà mua cái nồi cơm điện ơn Út không có 2 nồi nổi, Út chỉ ghim điện, Út ghim điện để đó. Yeah. Rồi con thấy con nè con vô đi rồi con xét cái nồi này cũng sạch chân luôn. Yeah. Út không có nhận á, cái bà đi phát 13 bọc người bệnh nha, ra số 10 bà nói bà chở bánh ba bán, bà nói người ta hỏi quá trời hỏi luôn. Yeah. Mà tôi không có nhận bởi tôi chở bánh của bác mà cứ 13 người bà làm hoài đó, còn bên đây mình tiến bộ rồi bà bị bà bán bánh, bà nghèo mà bán. Yeah. Chay. Yeah. Bà đi bán bánh rồi bà còn bán nhang bán tương rồi bà không có nhận, bà chở không có nổi, bà chở xe đạp. Yeah. Đó tội nghiệp bà như đó mà phi bà qua tới mình múc cho bà 13 bọc, mình múc một tô nước cho bà uống bà. Yeah. Mừng lắm, một tô nước cho bà có sức khỏe, bà đi bán rồi bà đi phát cháo đó, chưa bà về bà không có được ăn. Yeah. Hết con không được ăn, còn cái thằng làm nó đi phát nè, phi nó bỏ nước đá nó nhận liền chỗ, phi nó bỏ nước đá nó chỗ nào nó nhận chỗ đi, bỏ vừa bỏ nước đá vừa phải cháo luôn ha. Ờ khuya đó nó quất tô nước nó khỏe rồi, bây giờ kìa 2 xe củi nó lấy cái cưa này nè, cái cưa này đó hồi nãy con. Yeah, thấy đó là thấy. Nó cưa ở chỗ mạnh quân ở đây người ta lo dữ lắm con ơi. Yeah. Củi đuốc gì đều đạt ta đem lại cũng nhờ đó. Mấy con bà con ở địa phương này cũng chung tay tiếp sức bà bốt mấy mình mới làm được thêm cái người ta đồn. Yeah. Người ta hết cả đồn
tiểu đêm 20 người. Bà đó Út nói rồi, nói còn ngày nào cũng vô phải không? Dạ. Phải kêu mở lợi sát đây nè. Mở lợi mở nói mở đi tiểu một ngày một đêm 20 lần. Bây giờ mở hết á là mở lên cộng mạng mà nói cho người ta nghe. Rồi bà hay sửa chết đi sống lợi đó. Bây giờ bà con người ta mua đậu có chục ký đó. Là bà thôi không, bà nói sao bà lợi nữa, bà ăn rồi không có chuyện thì bà về. Mà con nói ngày nào con vô, thí dụ bữa nay con nói ngày mơ con vô là bữa nay bà cháu cho bà là ngày mơ này á, con nghe tin con, con nói mày bà nằm võng ở đây, mình có võng nè, mình bữa nó hỏi bạn nè. Cho bà ở tại nhà này chứ chân chó không chừng mình về nhà mất rồi. Rồi đó, rồi cho bà chính bà nói cho con thấy, còn còn bạn ta thấy. Dạ thì để hôm nào đi rồi Kỳ sẽ vô, Kỳ sẽ điện cho cô bà Út trước ha. Rồi sẽ con sẽ vô cái đó thấy nó chắc ăn hơn con thấy cái nồi không à. Dạ để cho con gọi trước đi cho vậy ha. Gọi trước ăn Út ba giữ mấy bà đó lại. Khi Út gọi cho con rồi sao giờ mấy nó vô tới. Con mắc công việc làm nên không có vô được. Nào con gánh á. Dạ thì Kỳ lát mình mơ mình cũng nói cho ta nghe. Thì Kỳ sẽ tranh thủ làm cái video tiếp theo nữa cho cô anh chị cùng xem. Con cũng nãy giờ trò chuyện cô bố Út cũng rất là lâu, khá là lâu rồi. Thì con cũng chúc bố Út được nhiều sức khỏe, an lạc trên con đường tu đạo và được tinh tấn hơn và được có nhiều sức khỏe hơn để làm cái công việc này nhiều hơn, để giúp cho bà con khỏi bệnh nhiều cái chứng bệnh lạ kỳ trong cái người. Dạ. Như cảm ơn chú Dũng luôn. Chú Dũng ở nước ngoài hay ở Việt Nam? Hình như anh Dũng đó, anh Phan Dũng ở nước ở Sài Gòn hay á? Ở Sài Gòn ha. Thì coi chú Dũng có theo cái clip này mà ủng hộ 1 triệu bạc, tôi cũng tri ân chú Dũng. Dạ, để tôi làm từ thiện cho chú Dũng được có cái đức ăn. Dạ mô Phật. Thầy em nói tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sắc thân người đời. Dạ. Cho nên chú phải gắng làm, chú phải làm cho tôi kinh doanh cho tôi đâu, mà tôi động viên phải không? Dạ. Chú cứ làm để lo cho xã hội thì đức thầy cũng ban cái đức ăn cho chú. Dạ. Hay không? Dạ. Ai mà hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm cũng mừng dữ lắm luôn. Đó. Yeah. Để cũng có người phát tâm nữa, như thằng Kiên Giang Điện Út vậy đó. Thì giờ chú Dũng thì mình cũng cảm ơn chú Dũng. Yeah. Có thiện căn với Đức Phật, Đức Thầy. Có căn mới hướng về Phật Pháp, Tam Bảo. Có căn mới biết làm lành đánh dữ. Có căn mới hành thiện mấy ông. Chứ người ta không có làm, ta dẫn ta đi chơi không mà, không có làm đâu. Cho nên mình con Phật mà dắt con ma, mà dắt con quỷ diều. Cho nên mình làm từ thiện cho con Phật, ông nữa, ông nhìn mình. Ông kiếm mình, ông nguyện ông đó, ta phần hồn cậu khắp thế gian đó. Giàu sát trần, nước mắt chí trang, khắp lê thứ nghe lời thiệt. Đó, nghe lời xỉu à. Một chấm mà được ấu thôi, một người mà hướng thiện mừng, Út mừng gơ lệ luôn. Thôi cũng cảm ơn chú Dũng. Dạ, mô Phật. Chúc chú Dũng được vạn sự bình an. Dạ. Tấn triển trên con đường Phật Pháp và hành thiện cho đến ngày viên mãn. Dạ mô Phật. Cảm ơn của anh chị đã xem kênh Kỳ. Thì hẹn của anh chị anh ở những video tiếp theo của Kỳ trên những chuyến hành trình, rồi những cái clip thêm về bảo ở đây. Dạ. Yeah.